Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn vừa có thông báo khẩn số 12 về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Sau đây là nội dung thông báo khẩn số 12. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thông báo khẩn số 12 về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Căn cứ thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đối với các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn thông báo những ai đã tiếp xúc hoặc đến các địa chỉ sau trong thời gian từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021. Một thông tin của F0 thứ 78 VNBN. Chỗ hiện nay xóm 1, tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thông tin dịch tễ. Trong thời gian gần đây không di chuyển qua các tỉnh thành. Ngày 25 tháng 9 năm 2021, thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh cũ. 2. Thông tin của F0 thứ 79 HNTG và thứ 80 HNNQ. Chỗ ở hiện nay, tổ dân phố 6, phường Quảng Phong, cả hai còn nhỏ. Thông tin dịch tễ, trong thời gian gần đây không di chuyển khỏi địa phương hoặc qua các tỉnh thành. 3. Thông tin của F0 thứ 81, TTH và thứ 82, VTMQ, chỗ hiện nay xóm Bính, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ Trước ngày 9 tháng 9 năm 2021, sáng đi làm tại quản cắt tóc ở quán cắt tóc Huyền Bé ở tổ dân phố Đinh Chùa, phường Quảng Thuận, không đi đâu khỏi địa phương ngày 9 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 ở nhà, ngày 11 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 cắt tóc khoảng 4 đến 5 khách cả nam và nữ nhưng không biết rõ tên. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30, đi chờ hòa phương Quảng Thuận, có đeo khẩu trang. Nghỉ cắt tóc từ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Ngày 23 tháng 9 năm 2021, khoảng 16 giờ, đi test COVID-19 cùng gia đình tại xóm Bính, tổ dân phố Thọ Đơn có đeo khẩu trang. Từ khi tổ dân phố Thọ Đơn phong tỏa, chỉ ở nhà. 4. Thông tin của F0 thử 83, LTH và thử 84, VQB. Chỗ ở hiện nay, xóm Bính, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ, trong 14 ngày trở lại đây, chỉ ở nhà. 5. Thông tin của F0 thử 85, Vn và thứ 86 VHT, thứ 87 DTB và thứ 88 VDN. Chỗ ở hiện nay, xóm Bính, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Thông tin trịch tễ, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, đi thu mua phế liệu tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, bản phế liệu tài quán mua bán sắt vun của ông Thoan ở xóm Giáp, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 có đi chơi xếp phường Ba Đôn mua đồ ăn. Ngày 24 tháng 9 năm 2021 đi test nhanh Covid-19 tại nhà văn hóa tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. 6. Thông tin của F0 thứ 89 TMH Chỗ hiện nay, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Thông tin dịch tễ, trong vòng 14 ngày gần đây, chỉ ở nhà. 7. Thông tin quẹp không thứ 90. D. T. B. Chỗ hiện nay, xóm Thìn, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ, trong vòng 14 ngày trở lại đây, thường xuyên tiếp xúc với người thân trong gia đình. 8. Thông tin quẹp không thứ 91. BTQ và thứ 92 BKC, chỗ hiện nay xóm một tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ, trước ngày 16 tháng 9 năm 2021, đi làm thờ xây ở nhà anh Nguyễn Thanh Hải ở tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận cùng tổ thờ. Quá trình làm có đeo khẩu trang, nói chuyện giữ khoảng cách. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến nay, thường xuyên ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Ngày 22 tháng 9 năm 2021 có tẹt COVID-19 tại nhà. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2021 đi lấy mẫu COVID-19 tại xóm 1 tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ không tiếp xúc với ai. Những ai đã từng tiếp xúc hoặc đến các địa điểm nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi gần nhất hoặc trung tâm y tế thị xã để khai báo y tế hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã 02323 509 688 để được hướng dẫn. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn yêu cầu các phòng ban ngành, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã Ba Đồn, ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai truy vết thân tốc các đối tượng F1, F2 trên địa bàn toàn thị xã Ba Đồn, thông báo đến toàn thể người dân được biết, đồng thời báo cáo tình hình kết quả ngay cho Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn. Chỉ huy trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đoàn Minh Thọ đã ký. Hết nội dung thông báo khẩn số 12.